Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Quy y trọn một niệm, dưng sanh nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan tháng, ưng kiếp không cùng tầng. Phần chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lười đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Dưới bảo tượng thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Nam mô Tần hư không biên pháp giới hoa hiện, Di Lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiện thánh tăng thượng trụ tam bảo. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hà sanh di lặng tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Phần nói kinh pháp cú phẩm vôi, như vôi chiến sông pha giữa trần, hứng tên rơi đàn băng tấn công. Diệu lời phỉ bán không buồn, người tu tập biết xả buông nhẹ nhàng. Voi ngựa quý được đưa dự hội, được vua quan chọn cưỡi trên lưng. Người hiền số một hồng trần, chịu bao phỉ bán của phường ác gian. Như ngựa giống và la thuần chủng, hay voi to ngà trắng đẹp ngần, những ai đều phục bản thân. Trang nghiêm giới hạnh xứng hạng tối cao, chẳng do cưỡi ngựa voi quý đắc, mà giúp người chứng đạt niết bàn. Những người chiến thắng bản thân, mục tiêu cứu cánh đắc thành dễ thôi. Dối tài hồ hung hăng khó phục, tiếc mồ hôi phát dục mỗi khi, nhốt giam chẳng uống ăn gì, ngày đêm canh cánh hướng về rừng voi. Người biếng nhác
thường ham hưởng thụ, ăn uống nhiều nằm ngủ cả ngày, khác gì như lợn mập thấy, kẻ ngu sinh tử khó ngày thoát ra. Bao ngày trước tâm thường liêu lòng, thêu thú vui dục vọng quay cuồng, hôm nay chế ngự được lòng, như người quản tượng cương thường điều vôi. Hãy vui thích giới không phóng vật, giữ gìn tâm tỉnh thức lạc an, vượt ngoài kiết sự buộc ràng, như mỗi nỗ lực thoát vòng lại xa. Khi gặp được những người hiền trí, nên sống chung thỏa chí đồng hành, vượt qua tất cả hiểm nan, sống trong chánh niệm an lành niềm vui. Nếu không gặp bạn hiền tuệ đức, đang sống chung hạnh phúc đồng hành, thà vua bỏ lại nước thành, như voi cất bước quẩn quanh rừng già. Thà cô độc sống trong hạnh phúc, giới trang nghiêm không bạn kẻ ngu, không còn buồn khổ vô tư, như voi trong chốn rừng sâu một mình. Thật hạnh phúc khoảng khi cần thiết, biết đủ là hạnh phúc nào hơn. Vui thay chết về đức nhân, khổ đau chấm dứt trần gian niết bàn. Thật hạnh phúc dưỡng núi cha mẹ, phúc nào hơn kính lễ sa môn. Vui thay kính bậc thánh hiền, phúc thay chánh niệm hiện tiền ngay đây. Thật hạnh phúc tuổi già có đức, phúc nào hơn tuệ giác cao siêu. Vui thay chánh tính hiểu nhiều, phúc thay từ bỏ bao nhiêu ác tà. Phần nói kinh Phước Đức, đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành xa về, tại tu viện cấm cô độc trong Dương Kỳ Đà. Hôm đó trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống tâm người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ thiên và nhân thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành. Xin Thế Tôn chỉ dạy, và sau đây là lời Đức Thế Tôn: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác dân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì với luật
biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất, được cúng phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cần giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chúng đụng trong nhân gian, tâm không hề lấy chuyện phiền não, hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện hộ pháp thường gia hộ. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tượng Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ quy Phật, đương nguyện chúng sanh thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thống lý thâm nhập kinh, tạng trí huệ như hai. Từ quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Trong buổi tụng kinh ngày hôm nay thì tới phần hồi hồi hướng thì con có phân tâm một chút, do hôm nay sức khỏe cũng hơi mệt, thời gian gần đây thì cũng tập trung hoàn thành cho xong cái luận văn thạc sĩ, công việc, cho nên thành ra là
chưa có chánh niệm, con xin sám hối với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.